với tập đoàn chúng tôi thì có một cái định hướng là going global, có nghĩa là hội nhập quốc tế. Và thực sự là các cái cơ quan ngoại giao của Việt Nam hiện nay ở các nước đang giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều, đặc biệt là để tìm kiếm những cái đối tác để tập công ty Hapro thuộc tập đoàn BRG có thể xuất khẩu được nhiều hơn nữa. Hiện nay chúng tôi đã xuất khẩu được với 80 nước gạo và hạt điều và hạt tiêu với một cái kim ngạch một năm là khoảng 80-100 triệu đô la Mỹ. Và thực sự là các cơ quan ngoại giao, các vị tham tán thương mại ở tất cả các nước là đã giúp đỡ cho chúng tôi rất là nhiều. Và đây cũng là một cái đề nghị của chúng tôi với các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài. Và chúng tôi đánh giá rất là cao cái sự hỗ trợ mà rất là hiệu quả này. Vâng. Tôi nghĩ rằng là một số những cái tiềm năng mà thị trường EU mà vừa rồi đại sứ của chúng ta cũng vừa mới chia sẻ thì tôi thấy rằng là không những chỉ là để xuất khẩu nông sản mà để có thể giúp cho những các nhà xuất khẩu Việt Nam hoặc là nông dân Việt Nam có cơ hội xuất khẩu nhiều hơn, đấy là còn là một cái nguồn lực các cái quỹ tài chính của EU cũng có thể là cung ứng một nguồn tài chính với lãi suất thấp, thì cũng đấy cũng là một cái rất là hữu hiệu cho cái phát triển nông sản của Việt Nam vào với EU với một cái lượng dân là 430 triệu người. Thì tôi đánh giá rất là cao nếu như chúng ta đã có nhiều cái hiệp định ký với EU, nhưng nếu như mà chúng ta phát huy được cái tiềm năng mà đưa nông sản vào EU bây giờ vẫn còn một cái tỷ lệ còn thấp, thì chúng ta cần các cái cơ quan ngoại giao EU cũng rất là nỗ lực. Thì các nhà xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt là như Hapro BRG của chúng tôi, thì cũng trong thời gian sắp tới thì cũng sẽ nghiên cứu nhiều hơn ở thị trường EU. Chúng tôi vừa qua thì cũng đã xuất sang cả Pháp, rồi Đức và New Zealand. Tuy nhiên là chúng tôi sắp tới thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh nhiều hơn nữa. Hiện nay thì chúng tôi đang xuất khẩu sang Nga, sang Dubai, sang Mỹ và sang Nhật Bản. Thế và thực sự là các cái thị trường EU như Pháp thì chúng tôi có sang. Thế và tuy nhiên là sắp tới thì chúng tôi sẽ khai thác thị trường Anh. Vì vừa qua thì trong các cái giao dịch thì cũng đã có rất một số cái đối tác rất là tiềm năng. Có một số những cái điểm cốt yếu mà chúng tôi cần biết, đấy là thông tin của đối tác. Ví dụ những cái tập đoàn nổi tiếng thì rất là dễ check thông tin. Thế nhưng mà những cái công ty mà họ mua có thể là không phải nhiều, chỉ độ 200 ngàn đến 500 ngàn đô la Mỹ, thì những công ty đơn lẻ thì chúng tôi rất cần là cơ quan ngoại giao giúp đỡ chúng tôi về kiểm tra các cái thông tin để chúng tôi không bị thất thoát. Cái thứ hai là chúng tôi thực sự là rất cần cả cái thông tin để tìm kiếm các cái đối tác mà có những cái ưu thế để có thể chúng tôi xuất khẩu được, hoặc là chúng tôi nhập khẩu được những cái nguồn hàng mà để về phục vụ cho người Việt Nam rất là hữu ích. Thì hai cái điểm quan trọng đấy là, một là thông tin của đối tác, cái thứ hai là cái kinh nghiệm của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hiện nay chưa nhiều. Kể cả Hapro chúng tôi đã xuất khẩu rất là nhiều nhưng mà cũng không phải là hiểu biết được tất cả, nghiên cứu được tất cả của rất là nhiều nước, thì có rất nhiều cái đặc thù của từng nước, cho nên là rất cần cái cơ quan ngoại giao giúp đỡ về những cái thông tin này.
cái cụ thể mà về cái việc là cơ quan ngoại giao giúp đỡ chúng tôi thì khi mà chúng tôi sang Mỹ thì chúng tôi đã nhập xuất khẩu mỗi một năm là khoảng 30 triệu đô la Mỹ hạt điều sang Mỹ, và hiện nay thì chúng tôi xuất khẩu cả gạo sang bên đó nữa. Thế và cái thời kỳ mà Việt Nam cái giá thịt lợn lên rất cao do là dịch tả lợn châu Phi ấy, thì chúng tôi muốn khai thác cái nguồn hàng từ Mỹ về nhập khẩu thịt lợn về để hạ cái giá thịt ở trong thị trường cộng đồng dân cư xuống thấp. Thì chúng tôi đã nhờ cơ quan, nhờ anh Ngọc, đại sứ Việt Nam tại Mỹ và các tham tán thương mại Mỹ đã tìm cho tôi những cái nguồn hàng mà để chúng tôi nhập khẩu, và chúng tôi đã nhập một cái số lượng lớn và lúc ấy đã làm hạ nhiệt độ giá của thị trường thịt lợn xuống, và đấy là hữu ích cho người Việt Nam trong hoạt động nhập khẩu, và cái đó là cũng có công của cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Mỹ. Tôi thì cái kiến nghị của ngoài ngoại giao thì thực sự tôi nghĩ rằng tôi cảm nhận trong hội nghị ngày hôm nay, tôi cảm nhận rằng ngành ngoại giao đã có những nhiều cái bước tiến mà rất là mạnh mẽ, mà tôi nghĩ là đã có thể tự tin sánh vai được ở cái tầm gọi là trung bình khá của thế giới. Và đặc biệt là tôi nghĩ rằng là cơ quan ngoại giao hiện nay đã có những cái đào tạo, quy hoạch những thế hệ kế cận. Càng ngày tôi thấy các cán bộ lãnh đạo ngoại giao càng trẻ, thì tôi nghĩ rằng là đấy là một điều mà đấy là sự cường thịnh của đất nước. Nếu như có nhiều lãnh đạo trẻ được đào tạo và được trưởng thành thì chúng ta thực sự là sẽ sung sức hơn và có thể đi được dài hơn và phát triển bền vững hơn.